Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong thủy Gia Cát. Và lời nói đầu tiên thì thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý gia chủ tuổi Bính Tuất thân mến, chắc hẳn là giờ phút này thì quý vị cũng đang rất tò mò về vận trình của mình trong tháng 12 âm lịch, đúng không ạ? Tháng 12 là thời điểm cực kỳ tốt đối với gia chủ Bính Tuất, được quý nhân giúp đỡ. Trong tháng 12 âm lịch về mọi phương diện của quý vị đều được thuận buồm xuôi gió, hanh thông thuận lợi và có thể nói rằng đây là một tin cực kỳ tốt lành, đúng không ạ? Lúc này thì Diễm Quỳnh không biết nói gì hơn, chỉ xin chúc mừng tất cả quý vị. Trong khoảng thời gian trước thì gia chủ Bính Tuất tuy có nhiều khó khăn vất vả trong cuộc sống, nhưng tháng 12 thì khác, sẽ gặp được nhiều may mắn, có nhiều cơ hội tốt đẹp về công danh sự nghiệp có thể lên cao ở độ tuổi này. Thành công của quý vị đó là nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè, tuy nhiên là ít được sự giúp đỡ của gia đình. Và bên cạnh đó thì chúng ta có quý nhân phò trợ ít nhiều. Chính vì vậy mà trong tháng 12 này chính là thời điểm phất lên như diều gặp gió. Do ăn ở phước đức, hiền lành, làm nhiều điều thiện tích đức để lại cho con cháu về sau. Quá tuyệt vời phải không ạ? Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị về phần luận giải lá số tử vi chi tiết cho người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 mệnh ốc thượng thổ, nghĩa là đất nóc nhà. Người tuổi Bính Tuất có tính nguyên tắc, lập trường rất cao. Họ sống theo khuôn khổ và những hệ thống quy tắc chặt chẽ. Nhiều khi ta thấy họ bảo thủ, nguyên tắc và cố chấp. Tuy nhiên, vạn nhân, vạn tính vì mỗi người là một tiểu vũ trụ. Tính lập trường, nguyên tắc, khuôn phép, mực thước có thể giúp họ là những người bảo vệ quy tắc, quản lý, duy trì thành quả mà không ai tốt bằng. Tâm lý của tuổi Bính Tuất luôn luôn hướng tới việc bảo vệ, che chở những người khác, lấy đó là mục tiêu và là con đường duy nhất trong suốt quá trình hoạt động của họ. Bảo vệ người khác với những hệ thống phép tắc quy phạm là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời, là khuôn vàng thước ngọc, hệ quy chiếu chuẩn chỉ trong các quy trình tu dưỡng, rèn luyện và hành xử. Thường ngày hay bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng là người mô phạm đạo đức, ung dung và hiền hậu. Người tuổi Bính Tuất mệnh ốc thượng thổ có phần khô khan trong lối sống, chỉ biết làm tốt nhiệm vụ, lại cứng rắn nên nhiều người không hợp hoặc thấy họ lạnh lùng cô độc. Trong xã hội, họ là những tấm gương mẫu mực rất đáng noi theo, học tập cả về đạo đức lẫn tác phong. Vì thế, họ thường trở thành những người thầy giỏi, nhà hiền triết hay các nhà quản lý tài ba. Cách làm việc và tác phong của họ cẩn trọng, logic, chặt chẽ, thiên về phòng thủ, giữ gìn, không mạnh về tiến công. Nếu duy trì ổn định trật tự thì tốt. Xem tử vi tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu, người tuổi này gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, không phải thường xuyên lo nghĩ nên ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cốt là bản mệnh giữ được tinh thần lạc quan vui vẻ thì mọi chuyện dù khó khăn cũng sẽ tìm được hướng giải quyết thích hợp. Trong tháng này, gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng, quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết, tránh trường hợp suy nghĩ nhanh, không thấu đáo sẽ gây ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Bính Dương Hỏa gặp Tân Âm Kim nên gọi là trinh quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Nếu người sinh năm 1946 vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp thì đây là một tháng khá thuận lợi đối với bản mệnh, nhất là người làm trong lĩnh vực hợp tác, làm ăn có thể nhận được khoản lời lãi nhất định. Bạn cần phải lưu tâm vì có thể bị tiểu nhân hãm hại gièm pha khiến cho bạn khó có thể hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh và chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi vì làm như vậy là có hại cho chính mình. Tuy nhiên, dù sao thì bản mệnh cũng là người có tuổi, việc quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, chớ nên suy nghĩ nhiều hoặc quá tập trung cho sự nghiệp, bởi như vậy sẽ đem lại tác động xấu cho sức khỏe của bạn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong cuộc sống, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại.
Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính khá tốt đẹp, về cơ bản gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm, tiền thuê nhà. Vì thế người tuổi này có một cuộc sống khá dư giả, không phải đắn đo, lo nghĩ quá nhiều nếu phải rút tiền chi phí cho một khoản nào đó. Bên cạnh đó bản mệnh cũng nhận được sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu trong nhà. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi năm Tân Sửu năm 2021 thấy rằng sức khỏe có thể có chút khó khăn đối với người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946. Đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch suy giảm, có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc mà không có thời gian. Bạn cần phải chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Theo phong thủy lộc tài khuyên gia chủ, nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là bảo vật của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn vật hanh thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ sức khỏe khi về già rất tốt cho gia chủ Bính Tuất sinh năm 1946. Đặc biệt, vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ Bính Tuất sinh năm 1946. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các gia chủ Bính Tuất đã dành phần lớn cuộc đời với người bạn đời của mình và đã trở thành một phần không thể tách rời của nhau. Do đó bạn không có khả năng tách ra cho đến khi chết. Nếu bạn không bị ràng buộc, bạn có thể tìm thấy một người phù hợp để dành phần còn lại của cuộc sống trong tháng này. Tháng 12 âm lịch, bạn sẽ phải để tâm lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn luôn luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn để người con của mình có cuộc sống riêng của mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Bạn đã sống quá nửa cuộc đời, bạn biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho chính bạn và cho con của mình. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sai Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 12 năm 2021, tức ngày 15 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 12 năm 2021, tức ngày 27 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 12 năm 2021, tức ngày 14 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lâu Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 12 năm 2021, tức ngày 26 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ.
Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, các gia chủ Bính Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 trong tháng 12 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong là quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình ngày một trở nên tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại!